Ở Hà Nội, có lẽ ban công không chỉ là một khoảng trời để ngắm nhìn và hít thở không khí bên ngoài, nó còn là một phần của cuộc sống. Phơi đồ, trồng cây, học đàn, nấu ăn, có một tỷ thứ mà người ta có thể làm với ban công của mình. Người ngoài nhìn vào xấu đẹp thế nào không quan trọng bằng việc ta thực sự tận hưởng nó. Mình là Trung Ngô và chào mừng các bạn đã quay trở lại ban công của nhà mình. Thank you.
Cà phê. Đáng tổng ngọt. Mời mọi người miếng cà phê nhá. Đây, cà phê pha bằng mocha pot espresso. Cà phê này nó ra thì nó kiểu nó gần tương tự như espresso ấy, mà nó không hẳn là thế. Nhưng mà mình cảm thấy là ngon hơn cà phê pha viên truyền thống. Wow, ngon. Nó cái cảm giác nó chiết xuất được nhiều cái tính chất cà phê hơn, bởi vì là cái pha phin bình thường là mình chỉ đổ nước lên cho nước nó nhỏ xuống theo trọng lực thôi ấy, không có lực nén. Còn cái này nó theo áp suất, nó đẩy ngược lại lên, nên là nó có một cái lực nén nhất định, nó khoảng đâu đó khoảng 1.5 bar. Nó bằng rất là nhỏ thôi, nó chỉ bằng khoảng 1/5 cà phê pha máy bình thường. Cái pha máy là khoảng 8 bar, cái này là 1.5 bar. Thì cũng ngon. Nói chung là đối với mình ấy, pha ở nhà mà pha bằng cái này là rất là ngon. Mocha pot nha, các bạn có thể thử lên mạng search rồi mua về, lên trên Tiki các thứ mua về. Mình thì rẻ thôi, khoảng 200. Hôm nay mình không pha sữa nữa, bởi vì là cái tiêu đề video là cà phê đắng bỏng ngọt nên là uống đắng. Với cả bỏng này mình đã làm khá là ngọt rồi ấy, nên là uống với cà phê đắng sẽ ngon hơn. Okay. Ngon, có chất. Cà phê là chất. Ok, hôm nay có lẽ là đến như vậy thôi nhỉ. Các bạn mà ở nhà mà có một cái ban công hay là một cái cửa sổ gì đấy thì mở ra, đi ra ngoài đấy, chúng ta ngồi, chúng ta chill. Trời bữa dịch bệnh như thế này thì ra ngoài nó cũng hợp lý cho lắm. Chúng ta có thể ở nhà và tận hưởng không khí như thế này, rất là tuyệt vời. Các bạn nhìn thấy không? Mình đang tận hưởng hoàng hôn. Các bạn nhìn thấy cái bóng hoàng hôn của mình không? Cái hoàng hôn này, nắng chiều cực kỳ là đẹp, với một chút bỏng và một chút cà phê cực kỳ là dễ làm và rất là ngon. Còn gì bằng nữa nhá. Rồi, và có thể là video này sẽ kết thúc tại đây. Mình hy vọng là mình sẽ có thể làm thêm được nhiều video hay hơn nữa để cho các bạn xem, cho các bạn tận hưởng những cái khí trời, những cái sự thoải mái mà mình đang cập nhật được ở đây. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.